bà, cách là bà thì anh em đã thấy rồi, nhưng mà hả, ông của cái loại ông thì anh em đã thấy chưa? Đó, ông á thì phải cứng cáp mạnh mẽ, xuống liền ông khỉ. Đó, cùng tôi mở con lo. Đó, lên đây, mở cho anh em xem thử con lo này. Đó, mở ra. Đấy, nhìn tưởng con lo gì kỳ quá đúng không? Ginh lên luôn, ginh lên cho khán giả thấy. Quay, đó, xoay ra cho anh chị. Đây, đó, phía trong này đặc biệt nè. Đây, ba ông này cũng thích múa cột nên là cũng sẽ có hai cây cột. Đó, một cái loại lo nè. Đây, quả lạ. Đó, cái này để mình gắn lên ha. Đấy, khui ra cho anh em thấy xem thử ông của cái loại ông là như thế nào. Đó, xem là lo này như thế nào mà gọi là ông cái loại ông nha. Đây, đó, đây mình xe xé ra nha anh chị. Đó, cái cây nó rất là dày. Đó, cây được đóng gói rất là dày ha. Đây, nên là mình không có sợ mà bị rơi rớt. Đây, đó, mở ra. Đây, khỉ một cây. Đó, rồi khỉ lắp vô đi. Đây, gấu một cây. Đó, chúng ta sẽ lắp vô, xoay lại nè. Đây, anh chị lắp vô đây ha. Đó, lắp vô. Đây, lắp vô. Đó, ok. Lắp sát vô giùm em nha. Ok, đây, chắc chắn chưa? Ok. Rồi, sau khi chắc chắn rồi, dựng lên lại. Đó, dựng lên đây giùm em. Ok, quá đã luôn anh chị ơi. Đó, cái này đứng lên chắc cũng ok đó. Rồi, được khỉ đứng lên thử coi. Khỉ đứng lên thử luôn coi. Đó, quá dữ. Đùa, rất là chắc chắn nha anh chị. Đây, và lấy bộ micro cho anh chị luôn ha. Chúng ta sẽ có một bộ micro luôn nè. Đây, nó có cho mình một bộ micro luôn nè. Đó. Đây, khỉ lấy bộ micro đi, khỉ. Khỉ lấy bộ micro ra. Đó. Đây trên đây nè, chỉnh cho anh chị nè, USB có EQ laser luôn. Đó. Chỉnh được EQ laser luôn là biết cái lo này cỡ nào ha anh chị. Đúng là ông của các loại ông. À, đây, đó. Có dây nối luôn. Quả đã rồi, nối dây vô luôn kỹ ơi. Đây, mình sẽ nối ở phía dưới ha anh chị. Đây, nó có một cái đầu nối nè. Mình nối ở phía dưới nè. Đó. Một cái là mình ghim ở phía dưới nè. Đó, nó như là một cái con chép vậy đó. Rồi, một cái mình ghim ở phía trên. Cái lo này là chơi 4-50 người vô tư. Vô tư ha. Đó, ok. Lắp đã xong nha anh chị, rất là chắc chắn luôn. Rồi, khỉ đứng lên cái nữa coi. Đấy, rồi. Anh chị nào muốn nghe thử giác âm á thì clip sau ha, clip sau nha anh chị.